Thật ra có cái sự khác nhau rất là lớn giữa các cái thế hệ mà gọi là đàn anh như thế hệ 7X, 8X cũng như Vâng. là các cái thế hệ về sau, như Vâng. là như như bạn nói là cái thế hệ Gen Gen Vâng. Z. Cái thế hệ trước đây, những cái thế hệ như đàn anh ấy, thì ngày xưa chỉ tập trung được vấn đề về knowledge thôi, kiến thức. Thì chúng ta biết là thì bây giờ để mà tạo ra một năng lực của một con người ấy, thì nó sẽ được hình thành từ ba yếu tố. Đó là A là attitudes, S là skill, là kỹ năng, Vâng. và ba là K là knowledge, hay còn gọi là kiến thức. Thế thì để tổng hòa được ba cái yếu tố đó là có một thái độ, kỹ năng và kiến thức, thì nó mới tạo ra được một cái năng lực của một cái nhân sự, đặc biệt là trong cái thế hệ mới. Như cái thế hệ mà đàn anh thì chắc là chỉ có tập trung vào K thôi. Tại sao K? Bởi vì ngày xưa là tập trung vào kiến thức thôi. Bởi vì ngày xưa chỉ quan trọng nhất là ai giỏi được toán, giỏi được văn, giỏi được tiếng Anh là đã Vâng. có được cơ hội thôi. Có được Vâng. cơ hội rồi, vào được những trường tốt hơn, rồi ra được kiếm được những công việc tốt hơn. Nhưng đối với thế hệ trẻ thì không hẳn như vậy. Không phải chỉ có knowledge, mà họ cần hơn nữa là những cái kỹ năng. Chứ thế hệ ngày xưa đàn anh đâu có những cái buổi training về liên quan đến vấn đề về phản biện, thuyết trình, cũng không có. Vâng. Thế hệ về sau thì các bạn ấy sẽ được đào tạo rất nhiều những kỹ năng mềm, kỹ năng sống, để những cái kỹ năng mà xử lý trong cuộc sống. Thì những cái đó là cái rất quan trọng đối với những cái thế hệ trẻ, hay đặc biệt là liên quan đến thái độ. Thái độ ở đây không phải nói vấn đề về đạo đức. Thái độ đây là cái cách nhìn nhận, cái cách phát triển của một cái con năng lực con người. Vâng. Đấy. Thì đối với thế hệ trẻ thì cũng một vấn đề thì chúng tôi cũng đã gặp phải ở trong vấn đề doanh nghiệp. Đúng không? Cái thế hệ Gen Z khi mà họ nhảy việc rất là nhiều. Vâng. Có doanh nghiệp Vâng. nào cũng có nhảy việc rất là nhiều. Đôi khi nó là cái câu chuyện, nếu mà chúng ta không có những cái gọi là attitudes, những cái thái độ một cách nghiêm túc hoặc một cách chuyên nghiệp, thì chúng ta rất dễ để mắc phải những cái vấn đề liên quan đến việc là chúng ta so sánh lương. Công ty ô công ty này đang trả mức lương là 8 triệu, bên công ty bên cạnh hoặc là đối thủ hoặc một công ty khác trả lương 10 triệu, 10 thì chúng ta có sang không? triệu. Thì cũng cũng có rất nhiều các bạn là chuyển ngay, đúng không? Chuyển Vâng. ngay, ố tại tại sao công ty này trả cho tôi có mức lương thấp như vậy, công ty khác trả mức cao hơn thì tôi sẽ chuyển. Nhưng nếu chúng ta có một cái thái độ, một cách nhìn rộng hơn, thì chúng ta thấy thấy là gì, chúng ta còn học học hỏi ở trong một cái môi trường đấy rất là nhiều để chúng ta hoàn thiện, để chúng ta phát triển cái kỹ năng của bản thân hơn nữa, Vâng. thì nó sẽ tạo ra được cái nhìn nhận về 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 nghề nghiệp đó, và những cái kỹ năng mà chúng ta có thể đáp ứng được cho một doanh nghiệp. Vâng. Như vậy là với các bạn trẻ, các nhân sự trẻ thì có lẽ là sẽ phải gọi là trang bị cho mình nhiều hơn. Bởi vì bây giờ thì nó sẽ có những cái sự cạnh tranh và những sự gọi là nhiều thông tin hơn này, cũng như là nhiều cái thách thức hơn. Và nhiều khi là cái việc mà giữ cho mình lúc nào cũng tập trung, giữ cho mình lúc nào cũng có một cái định hướng, mục tiêu rõ ràng nhiều khi khó khăn hơn là câu chuyện gọi là tìm kiếm cơ hội, đúng không ạ? Vâng. Em cảm ơn anh. Mình Anh cũng có đang. đang dạy một môn về marketing ở trong một cái trường đại học. Vâng. Tất nhiên là mình chỉ là dạy thêm theo kiểu là này Nhưng thôi, mà giảng giảng viên khách mời là đúng gái mời thôi. không? Vâng. Nhưng mà mình mới có nhận thấy là cái việc mà các cái thế hệ trẻ do họ có nhiều cái cơ hội hơn, nhưng mà cái việc mà giáo dục để hiểu thế nào về thái độ, kỹ năng và kiến thức là cái rất rất cái quan trọng đối với các cái môi trường học tập. Cụ thể thì tại sao mà với thế hệ về sau này, những cái trường mà gọi là tư hoặc là những trường nước ngoài họ rất phát triển, bởi vì họ rất chú trọng đến cả ba yếu tố này, chứ không phải chỉ một yếu tố là kiến thức. Vâng. Đấy, nó tập trung rất nhiều. Như con mình cũng thế thôi, bản thân khi mình giáo dục cho con mình thế, mình cũng phải tập trung vào vấn đề làm thế nào để truyền tải được vấn đề cả về thái độ, kỹ năng và vấn đề kiến thức. Ngoài những cái kiến thức mà các bạn được học ở trong trường, đúng không? Nhưng mà về tiếng Anh, về toán, rồi về tư duy, thì còn những cái kỹ năng như mình cho
các bạn nhà mình là chơi những môn như môn thể thao thì trong đấy các bạn phải học được những kỹ năng gì, chứ không phải chỉ đơn giản là kiến thức là giỏi một cái môn thể thao nào nhất định, mà ở đó các bạn phải học được cái tính, những cái kỹ năng như là phối hợp, đồng đội, cá nhân có, đồng đội có, thể lực có, đúng không? Thì những cái đấy là những cái kỹ năng mà tạo ra là gì, và khắc nghiệt có nhé. Bởi vì trong những cái cuộc game, cuộc trò chơi thể thao thì nó cũng phải có mục tiêu để phấn đấu, làm thế nào phối hợp với các đồng đội để phấn đấu, để đạt được mục tiêu. Thì qua những cái game hay là qua những môn thể thao đấy thì bao giờ mình cũng truyền tải cho cái thế hệ trẻ là học được gì từ một cái bộ môn như vậy, từ một cái hoạt động nào đó để rèn luyện những cái kỹ năng và thái độ để liên quan đến vấn đề về khi tham gia những cái sự kiện hoặc những cái bộ môn như vậy, nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta cứ nói là chúng ta bảo là đặt ra mục tiêu để hoàn thành, vậy làm thế nào để đạt được những mục tiêu đấy? Vì khi chúng ta không có ý thức, các bạn có muốn giành được một cái huy chương vàng hay một cái cúp của một cái giải đấu nào đó, có, vậy làm thế nào để đạt được? Thì nó thuộc về thái độ. Chứ còn tự nhiên nó phải phối hợp được kỹ năng, đúng không? Kiến thức và cái thì chúng ta mới có cái cơ hội lớn hơn để đạt được những cái thành quả như vậy. Vậy cúp hay huy chương hay một cái title của một cái giải nào đó, nó chỉ là cái kết quả, chứ nó không phải là cái mục tiêu, cái mục đích cuối cùng để mà các bạn ý chơi một cái môn thể thao hay là các bạn ý rèn luyện, đúng không? Và dựa trên điều đấy thì các bạn sẽ phải có những cái thái độ tập luyện nguyên tốc hơn, những cái thái độ để mà phối hợp với các đồng đội tốt hơn, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ tạo ra được những cái thái độ để nhìn nhận, để làm sao chúng ta đạt được những mục tiêu trong chỉ đơn giản là một cái game, nhưng sau này ra cuộc sống thì nó là câu chuyện cạnh tranh, đúng không? Câu chuyện làm sao để phát triển, làm sao để phối hợp với tất cả các đồng nghiệp hay là các bộ phận khác để chúng ta đạt được những mục tiêu liên quan đến tập thể. Thì đấy là những cái câu chuyện nó mình cũng sẽ sử dụng, áp dụng vào đối với những cái thế hệ trẻ để mình phát triển các kỹ năng của các bạn lên. Có những lúc mà anh vào lớp ấy thì anh phải đuổi một nửa ra chính là cái attitude. Thật ra mình muốn dạy cái attitude, anh đuổi một nửa lớp này, mà lớp bình thường khoảng 120 người, nhưng các bạn ấy vào các bạn không học, không ngồi đêm gì. Anh bảo là thời gian của anh đến đây và thời gian anh ở công ty, tức là thời gian anh đang điều hành cả một doanh nghiệp thì bao nhiêu tiền? Thật ra có hai cái. Một cái là bản thân là anh bạn làm cùng anh ấy thì là đang trưởng khoa đấy. À. Thì anh ấy rất muốn là tạo cho cái thế hệ trẻ có những cái tư duy tốt hơn. Tức là họ có thể học vẽ, thiết kế rất tốt. Tạm gọi là thiết kế, tạo knowledge đấy, là rất tốt. Nhưng họ lại thiếu những cái vấn đề về mặt attitude hay là những cái skill làm sao để biến sản phẩm ra thành thị trường, ra được sản phẩm, biến những cái sản phẩm của mình để cho thị trường họ chấp nhận. Cái không phải trong những cái lời anh nói là không phải cái mà các bạn khen đẹp, không phải là cái mà các bạn đi khen một cái sản phẩm của các bạn đẹp. Vâng. Rồi các bạn ấy đôi lôi ra cái quan điểm là em được training như thế, em được dạy các thầy cô dạy đấy, không phải. Mình bảo là gì, cái đấy nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng là làm sao để thuyết phục người ta trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn, chứ không phải là cái việc mà các bạn bảo ui như thế là đẹp nhất rồi. Ở trên công ty cũng thế, thì bao giờ anh cũng sẽ chia sẻ cái việc đấy. Vấn đề trả tiền, vấn đề không phải là mình quan trọng về vấn đề tài chính, nhưng quan trọng là gì, có nghĩa là gì, sản phẩm đấy có giá trị, tạm gọi là giá trị lợi dụng đối với một bộ phận nào đó, đúng không? Vâng. Giá trị lợi dụng đối với khách hàng. Ô, tôi trả một cái chi phí đấy mà tôi lại được một cái sản phẩm, tôi happy, đấy là giá trị. Rồi đối với doanh nghiệp, bạn tạo ra một giá trị bán được cho khách hàng, có lợi nhuận đem công ty, đấy là giá trị lợi dụng. Lợi dụng ở đây là gì? Nghe nói có những cái lợi mà chúng ta tận dụng được. Vâng. Tận dụng thì nó là lợi dụng, chứ không phải nghĩa tiêu cực. Thì câu chuyện đấy, thế là nhiều lúc thế hệ trẻ sau này chúng ta sẽ thấy nó sẽ phân hóa rất rõ ràng giữa hai cái thế. Bởi vì sau này nói thật, các bạn nhìn thấy bây giờ các bạn kinh doanh dễ không? Có những lúc có dễ, nhưng mà nó khắc nghiệt hơn.
nó khắc nghiệt hơn rất nhiều thứ. Vậy đòi hỏi chúng ta lúc nào cũng phải linh hoạt, lúc nào cũng phải phải trau dồi để chúng ta ấy lên, cũng không thể kiểu cũ như thế hệ các anh được, đúng không? Các anh thì ở làm nhà nước hay làm kia thì cứ thế mà lên rồi cũng ổn định thế thôi, nhưng mà bây giờ bọn em đứng lại là chết rồi. Nên là đối với các cái thế hệ trẻ thì thật ra anh bao giờ anh khuyên có hai cái. Một, tiếng Anh. Tiếng Anh nó vẫn quan trọng, bởi vì các bạn không phải là công dân của một nước nữa, thế hệ các bạn là công dân toàn cầu. Công dân toàn cầu tức là các bạn phải sống đâu cũng được, cơ hội nào các bạn phải tận dụng được. Đối với thế hệ của bọn anh thì tiếng Anh nó là một sự lợi thế nhé. Vâng. Có tiếng Anh là một sự khác biệt. Hồi đấy nếu mà đi phỏng vấn vào một vị trí vào cho công ty liên doanh thì đương nhiên nó sẽ ít hơn là anh em xin vào một công ty bình thường, đúng không? Bởi vì lúc ấy phải có ngoại ngữ, đúng không? Nó lợi thế lắm để mà một cái lương cao hơn. Nhưng đối với thế hệ bây giờ thì bạn nào chẳng biết tiếng Anh. Thì tại sao phải thế? Bởi vì rõ ràng cái cơ hội nó không phải chỉ ở một cái lãnh thổ của Việt Nam, mà là, nó là cái cơ hội nó đến từ rất nhiều nước. Kể cả kinh doanh tại Việt Nam thì nó cũng vẫn phải là những yếu tố nước ngoài. Vậy trong bất cứ một lĩnh vực nào thì tiếng Anh cái là bắt buộc đối với thế hệ. Anh cứ nói vui là gì, đối với thế hệ bọn anh thì tiếng Anh là một lợi thế, nhưng đối với thế hệ trẻ không có tiếng Anh là chết, bởi vì không tận dụng được, không có nhiều cơ hội tận dụng nhiều cơ hội. Và thậm chí thế hệ các bạn ấy đâu phải là cứ vào làm nhà nước hay làm một cái công việc ổn định đâu, các bạn còn phải đi đây đi đó, thậm chí các bạn sống ở nước ngoài là chuyện bình thường. Đấy, thì anh vẫn, đấy là tiếng Anh. Còn câu chuyện nữa là liên quan đến về thái độ, kỹ năng và kiến thức để chúng ta trau dồi, chúng ta phát triển. Thì lúc đó bạn cứ nhìn thấy là những cái nhân viên của mình ấy, bạn nào cứ có cả ba cái đấy thì các bạn ấy sẽ biết cách phát triển, và các bạn có lộ trình trong cái việc phát triển cái nghề nghiệp của mình. Bao nhiêu năm em học hỏi, bao nhiêu năm em ra để trưởng thành, bao nhiêu năm em có thể thành công. Còn tất nhiên nói về một cuộc đời ấy, hay là về cuộc sống ấy, chúng ta không nói hay được. Bản thân đến kể cả đến giờ phút này thì mình cũng không nói là mình là thành công được. Cái thành công hay thất bại nó chỉ là cái việc gọi là kết quả mà nhìn nhận giữa từng khía cạnh khác nhau thôi. Đối với mình thì bạn vẫn là thành công, nhưng đối với khác có thể chưa phải thành công. Đối với người ta là phải là một cái doanh nghiệp ngân hay tiền, không phải. Thì nhìn nhận khách hàng, tức là thành công đây là gì, do nhìn các cái khía cạnh khác nhau, góc nhìn khác nhau. Tôi có nhiều bạn bè, tôi có nhiều các đối tác anh em cũng đã là thành công rồi, đâu có nhất thiết phải là doanh số bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu đâu. Mình mới nói là mình không thể nói hay, kể cả con mình thế, chưa bao giờ mình đặt áp lực. Mình chỉ đặt áp lực nó là gì, mình sẽ nuôi nó từ đấy lúc hết đại học, mình ra trưởng thành như nào, nó phụ thuộc vào cái việc mà toàn bộ năng lực của các bạn ấy, chính là cái ASK đấy, thái độ các bạn nhìn nhận về một cái nghề nghiệp là gì. Chứ không phải hôm nay làm cái nghề này mai làm nghề khác, làm được không, làm được.